Xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính. Sau thành công của Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Campuchia đã điện đàm chúc mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Hơn 9 thập kỷ qua, thực hiện nghiêm túc chủ trương chính sách xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích của nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước và giành được những thành tựu to lớn. Hai ổ dịch lớn tại Hải Dương và Quảng Ninh đã cơ bản được kiểm soát, nhưng lo ngại nhất hiện nay là Gia Lai, nơi chưa có kinh nghiệm phòng chống COVID-19 và năng lực y tế yếu. Thưa quý vị, vào chiều ngày 3 tháng 2, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã có cuộc điện đàm chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 Đảng Cộng sản Việt Nam và chúc mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Tại cuộc điện đàm, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Sen nhiệt liệt chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức rất thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 và nhấn mạnh đây là một sự kiện chính trị trọng đại của Việt Nam. Chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Trung ương Đảng tín nhiệm bầu lại giữ chức Tổng Bí thư, đánh giá cao vai trò, uy tín của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, bày tỏ vui mừng về những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Hun Sen cũng gửi đến đồng chí Tổng Bí thư và Đảng Cộng sản Việt Nam những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Hun Sen. Hai nhà lãnh đạo khẳng định hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển bền vững, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Trước đó, vào ngày 31 tháng 1, ông Thonglun Sisulit, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa 11 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã gửi điện chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương khóa 13 Đảng Cộng sản Việt Nam. Và trước đó, ông Thonglun Sisulit cũng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chúc mừng thành công của Đại hội Toàn quốc lần thứ 11 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và việc ông Thonglun Sisulit được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa 11 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Trong sáng ngày 3 tháng 2 tại Hà Nội, Ban tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc báo cáo viên thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã thành công tốt đẹp, rút ngắn được gần 2 ngày so với kế hoạch. Đây là một trong những đại hội thành công trên tất cả các mặt, xây dựng văn kiện, công tác nhân sự và công tác tổ chức. Theo đó, các văn kiện đại hội đã được chuẩn bị rất công phu, kỹ lưỡng từ năm 2018, có sửa đổi, bổ sung, tiếp thu ý kiến nhiều lần trên nguyên tắc kế thừa và phát triển, ổn định và đổi mới, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn. Cùng với đó, công tác nhân sự đại hội được chuẩn bị chu đáo, dân chủ, khách quan. Đại hội đã bầu một lần 200 ủy viên khóa 13, trong đó 120 ủy viên khóa 12 tái cử và 80 ủy viên trúng cử lần đầu. Đặc biệt, đại hội đã khơi dậy khát vọng phát triển, xây dựng đất nước hùng cường, người dân được hưởng hạnh phúc. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, thành công của Đại hội 13 là cơ sở để toàn đảng, toàn dân có tâm thế bước vào một giai đoạn phát triển mới. Cũng trong sáng ngày 3 tháng 2, thông báo kết quả Đại hội lần thứ 13 của Đảng cho Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội, lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương cũng nhấn mạnh những kết quả nổi bật của Đại hội lần này, đặc biệt là Đại hội đã thông qua nghị quyết xác định tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Về đường lối đối ngoại của Đảng, lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương cho biết, tại Đại hội 13, Đảng ta vẫn chủ trương tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế bình đẳng, hợp tác cùng có lợi.
Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 là một trong những chủ đề được báo chí quốc tế dành nhiều sự quan tâm. Các hãng tin lớn trên thế giới như là Tân Hoa Xã, Reuters, AP và các hãng truyền thông khu vực có nhiều bài viết đánh giá về thành công của đại hội, ghi nhận đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với con đường cách mạng của đất nước, đặc biệt là trong phát triển kinh tế, đưa đất nước hội nhập quốc tế. Hãng tin Reuters ngày 1 tháng 2 nêu bật những kết quả của Đại hội lần thứ 13 Đảng Cộng sản Việt Nam, nhấn mạnh mục tiêu của Việt Nam là xây dựng đất nước không chỉ là thị trường lao động dồi dào, nhân công rẻ, mà còn là một trung tâm khoa học và công nghệ của khu vực và thế giới. Bài viết cũng khẳng định những thế mạnh của Việt Nam như tham gia một loạt các thỏa thuận thương mại tự do, thu hút các nhà đầu tư quốc tế. Hãng Tân Hoa Xã của Trung Quốc cũng có bài viết về thành công của Đại hội lần thứ 13 Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhận định, đại hội đã vạch ra những nhiệm vụ chủ yếu để phát triển kinh tế xã hội đất nước trong 5 năm tới, tạo tiền đề cho sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Tờ New Straits Times của Malaysia nêu rõ chủ trương của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kiên quyết chống tham nhũng đã được đa số người dân Việt Nam và các đảng viên ủng hộ. Bài viết trên trang mạng Thời báo COET nhấn mạnh, năm 2020, dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, đại dịch, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước đạt những thành tựu đáng kể trên mọi phương diện, tạo nền tảng vững chắc để đất nước bước vào năm 2021 và hiện thực hóa khát vọng xây dựng một quốc gia hùng mạnh. Tờ Thời báo Kinh tế của Ấn Độ thì nhận định, Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đảm bảo tính liên tục, ổn định trong chính sách đối nội và đối ngoại của đất nước, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực, từ đó giúp nâng cao hình ảnh Việt Nam, trở thành quốc gia được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng trong hoàn thành mục tiêu kép, vừa kiềm chế đại dịch, vừa phục hồi kinh tế. Nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đã gửi điện mừng tới Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, trải qua chặng đường hơn 9 thập kỷ với quan điểm bao nhiêu lợi ích đều vì dân, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước giành được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Và mới đây, Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã thành công tốt đẹp. Tại đại hội này, Đảng tiếp tục xác định phải luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Và đây cũng là cơ sở để Đảng luôn dành trọn niềm tin để tập hợp sức mạnh nơi nhân dân, tiếp tục lãnh đạo con thuyền của đất nước tiến lên phía trước. Đại hội 13 của Đảng, phiên bế mạc. Cùng với khẳng định sự thành công của đại hội, một quyết tâm lớn trong hành động để đưa nghị quyết của đại hội vào cuộc sống cũng được nhấn mạnh. Sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định quan trọng của đại hội lần này thành hiện thực sinh động trong thực tế, chứ không phải chỉ đại hội xong, tức là coi như xong. Đây chỉ là mở đầu thôi. Có làm được hay không, mai kia có biến nghị quyết thành hiện thực sinh động hay không, có ra của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân hay không, đấy mới là thành công thực tế của đại hội. Mang lại giàu có, hạnh phúc cho nhân dân. Thông điệp từ phát biểu bế mạc Đại hội 13 của Đảng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định mục tiêu, giá trị cốt lõi của Đảng, đó là Đảng vì nhân dân. Nhìn lại lịch sử, từ trong máu lửa của cách mạng và kháng chiến, vào sinh ra tử, lúc nào Đảng cũng ở trong lòng dân, vì nhân dân mà chiến đấu. Đảng với dân là một, mọi việc phải dựa vào dân, có dân là có tất cả. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sau thành công trong những cuộc kháng chiến để giành độc lập, thống nhất đất nước, Đảng ta tiếp tục lãnh đạo toàn quân, toàn dân, đạt được những thành tựu rực rỡ trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội. Và sau 91 năm thành lập với 13 kỳ đại hội, Đảng ta vẫn xác định hai chữ nhân dân vẫn luôn là trung tâm trong những quyết sách của mình. Theo tôi nghĩ là cái thông điệp này nó rất là quan trọng, rất là thực tiễn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trở lại cái vấn đề trung tâm cốt lõi của toàn bộ cái nghị quyết của Đảng ấy. Đó là cái gì? Là vì nhân dân, là phục vụ nhân dân. Toàn bộ sự nghiệp của chúng ta ấy, cái từ nhân dân là từ quan trọng nhất. Đối với cách mạng, đối với Đảng, nhân dân là nền tảng, nhân dân là sức sống, nhân dân là bệ đỡ chính trị cho toàn bộ một Đảng chính trị. Niềm tin của nhân dân ấy là sức mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và cái mục tiêu vì hạnh phúc của nhân dân ấy cũng chính là mục tiêu phấn đấu cao cả
của Đảng. Tại Đại hội 13 của Đảng, những con người có đức, có tài, những tinh hoa đại diện của Đảng cũng đã được lựa chọn để đưa những nghị quyết ấy vào cuộc sống. Nghị quyết đại hội vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân cũng đã được thông qua. Đảng và nhà nước rất quan tâm đến đời sống và phát triển kinh tế, nhưng mà con người rất là coi trọng. Thế cho nên là người ta sẽ rất là tin tưởng, và tôi cũng tin tưởng là Đảng ta sẽ lãnh đạo được những cái việc mà khó khăn nữa có thể là vẫn khắc phục được. Tôi tin tưởng đội ngũ lãnh đạo của đã được lựa chọn với sự hội tụ của đủ tâm, tầm và đức, các đồng chí sẽ có thể có những cái đột phá để đẩy mạnh được về đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh về phát triển khoa học kỹ thuật và đổi mới sáng tạo, cũng như đúng như là chúng ta cũng đã nêu lần đầu tiên đưa vào trong đại hội văn kiện đại hội Đảng, đấy là liên quan đến cụm từ là dân giám sát, dân thụ hưởng, sẽ thật sự lấy người dân làm trung tâm, coi người dân là chủ thể của sự phát triển. Dưới ánh sáng soi đường của Đảng, Việt Nam từ một đất nước nghèo đói, phụ thuộc trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, phát triển mạnh mẽ và khẳng định vị thế trên thế giới. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã phá tan xiềng xích để trở thành những người có thể quyết định vận mệnh của chính mình. Và thành công của Đại hội 13 vào dịp kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Đảng trong hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng cho nhân dân Việt Nam, với tầm nhìn kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước. Trong tối ngày 2 tháng 2 tại Hà Nội, phát biểu tại chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội lần thứ 13 của Đảng, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương khẳng định Đại hội Đảng lần thứ 13 là mốc son mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đề nghị nhanh chóng đưa nghị quyết của đại hội vào cuộc sống. Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là đẩy lùi đại dịch, phát triển kinh tế, đảm bảo để nhân dân đón Tết đầm ấm, vui tươi, an toàn và tiết kiệm. Mở màn bằng màn chống hội, vang hào khí non sông, chương trình nghệ thuật có tựa đề Khát vọng tỏa sáng. Với ba phần chính, chương trình ngợi ca vai trò lãnh đạo của Đảng, cổ vũ đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng tỏa sáng đất nước. Và trước đó, để đảm bảo an toàn trước dịch bệnh, ban tổ chức đã áp dụng nhiều biện pháp phòng ngừa dịch chặt chẽ và đảm bảo tổ chức sự kiện thành công, an toàn. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã thành công tốt đẹp, truyền được cảm hứng và ý chí quyết tâm đưa đất nước phát triển lên một tầm cao mới. Và niềm tin đó không chỉ được lan tỏa tới mỗi người dân Việt Nam mà còn tới các nhà đầu tư, các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Là người đã sống và làm việc tại Việt Nam trong suốt 10 năm qua, ông Dennis Brunetti luôn chú ý theo dõi các sự kiện lớn, định hình tương lai của Việt Nam. Theo ông, Đảng Cộng sản Việt Nam đã rất sáng suốt đề ra các mục tiêu vô cùng cụ thể, và Việt Nam có đầy đủ các yếu tố để hiện thực hóa các mục tiêu này. Tôi muốn gửi lời chúc mừng tới Đảng và Chính phủ Việt Nam vì đã đề ra được những trọng tâm, tầm nhìn chiến lược vô cùng đúng đắn, xoay quanh phát triển công nghệ và chuyển đổi số. Những mục tiêu phát triển của Việt Nam cho năm 2025, 2030 hay 2045 là rất tham vọng, nhưng đồng thời cũng rất khả thi. Việt Nam đã chứng tỏ khả năng của mình trong quá khứ khi mà đất nước luôn đạt hoặc thậm chí là vượt xa những mục tiêu mình đã đề ra. Vì vậy tôi tin rằng Việt Nam sẽ tiếp tục thành công hơn nữa. Những mục tiêu trong tầm tay hoàn toàn có thể đạt được. Đây không chỉ là nhận định của ông Dennis mà còn của nhiều tổ chức đại diện cho giới doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. Chúng ta đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc của Việt Nam, và điều này giúp nâng chất lượng cuộc sống người dân lên một tầm rất cao. Việt Nam đã từng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6-7% một năm trong quá khứ. Chúng ta đều biết điều này là khả thi với Việt Nam, và chúng tôi tin rằng khi thế giới đẩy lùi đại dịch thành công, Việt Nam sẽ là một trong những nền kinh tế tăng trưởng hàng đầu thế giới trong nhiều năm. Các chuyên gia kinh tế như Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế và các tổ chức khác đều có chung một dự đoán về tăng trưởng của Việt Nam như mục tiêu mà Việt Nam đề ra. Dù bối cảnh thế giới có những khó khăn, nhưng chúng tôi đều tin tưởng vào tương lai tươi sáng của Việt Nam. Các thành viên của Eurocharm cũng có cùng niềm tin ấy. Theo khảo sát, có tới 30% doanh nghiệp EU dự kiến mở rộng và 57% cho biết sẽ duy trì hoạt động tại Việt Nam. Đây là những con số vô cùng tích cực trong thời điểm hiện tại. Với những thành công của Việt Nam trong năm 2020 và những năm trước đó, doanh nghiệp của nhiều quốc gia đã bày tỏ kỳ vọng cao vào sự phát triển của Việt Nam trong thời gian tới và mong muốn mở rộng hơn nữa hoạt động kinh doanh tại đây. Có nhiều doanh nghiệp của Hà Lan muốn tiếp tục duy trì, thậm chí mở rộng và thâm nhập sâu hơn hoạt động kinh doanh của mình tại Việt Nam, bởi đây là một thị trường tiềm năng với nhu cầu tiêu dùng ngày càng lớn mạnh, thu nhập ngày càng tăng cao, kéo theo nhu cầu cho hàng hóa và dịch vụ chất lượng cao hơn.
Vì thế, các doanh nghiệp Hà Lan đang có một cơ hội tuyệt vời để đầu tư và đẩy mạnh giao thương tại Việt Nam. Việt Nam đã rất thành công khi thực hiện các chính sách mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài, tăng trưởng kinh tế. Các doanh nghiệp đều kỳ vọng chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tiến bước trên con đường đó. Chúng tôi tin rằng trong những năm tiếp theo, với những chính sách sáng suốt về phát triển kinh tế, công nghiệp, các bạn có thể tận dụng tối đa các cơ hội để phát triển. Một tín hiệu vui đối với Việt Nam ngay trong tháng đầu tiên của năm 2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài FDI đã đạt gần 2,02 tỷ đô la Mỹ, trong đó vốn thực hiện của dự án FDI ước đạt 1,51 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này đã tạo ra làn sóng lạc quan ngay từ những ngày đầu năm 2021, đồng thời cho thấy niềm tin của các doanh nghiệp nước ngoài vào khả năng phục hồi và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Trong phần tiếp theo của bản tin, hai ổ dịch lớn tại Hải Dương và Quảng Ninh đã cơ bản được kiểm soát, nhưng lo ngại nhất hiện nay là Gia Lai, nơi chưa có kinh nghiệm phòng chống COVID-19 và năng lực y tế yếu. Con đường hạnh phúc mang tên nông thôn mới tại Hồ Thầu, tỉnh Hà Giang đã góp phần phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân các huyện vùng sâu, vùng xa. Chuyển sang những thông tin cập nhật từ Bộ Y tế về tình hình dịch bệnh. Ngoài 9 ca mắc ghi nhận vào buổi sáng, thì đến 18 giờ ngày 3 tháng 2, Việt Nam có thêm 20 ca mắc COVID-19 mới và trong đó có 1 ca nhập cảnh từ Nhật Bản được cách ly ngay sau đó và còn 19 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Cụ thể là Hải Dương tiếp tục có thêm 14 trường hợp là công nhân ở Chí Linh đã được cách ly trước đó. 4 ca ở Quảng Ninh đều liên quan đến ổ dịch Chí Linh. Và Gia Lai có 1 ca. Như vậy là tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay, Việt Nam đã có tổng cộng là 329 ca lây nhiễm cộng đồng ghi nhận tại 10 tỉnh, thành phố và Hải Dương đứng đầu với 240 ca mắc. Hai ổ dịch lớn tại Chí Linh, Hải Dương, sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh đã kiểm soát được và lo ngại nhất lúc này là Gia Lai bởi vì năng lực xét nghiệm còn yếu và thông tin tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 diễn ra vào ngày 3 tháng 2 do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh khẳng định sau 8 ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên, về cơ bản tỉnh đã khoanh vùng và kiểm soát tốt được tình hình dịch. Đến thời điểm này, dịch đã xuất hiện tại 7 trên 12 huyện thị, thành phố của Hải Dương, còn Quảng Ninh đang tăng tốc xét nghiệm. Từ hôm nay, đồng loạt thực hiện khai báo y tế toàn dân, lập hồ sơ quản lý, theo dõi sức khỏe cho người dân một cách có hệ thống. Tuy nhiên, lo ngại nhất hiện nay là Gia Lai, nơi chưa từng có kinh nghiệm trong phòng chống dịch COVID-19 và năng lực y tế yếu. Ban chỉ đạo lưu ý các địa phương trước khi xảy ra dịch cần chuẩn bị cơ sở để điều trị. Dù không có dịch cũng phải có kịch bản ứng phó để không lúng túng bỏ lỡ các chu kỳ lây lan của dịch bệnh. Vừa rồi Hải Dương chúng ta xảy ra dịch thì chúng ta chưa có cái phương án để chuẩn bị điều trị, cho nên tại sao Bộ Y tế phải thiết lập ngay hai cái bệnh viện giã chiến ở đấy, là ở cái lý do là nó không có cái kịch bản đối với các địa phương, mặc dù không có dịch nhưng phải có kịch bản là khi phát hiện ra trường hợp tại các cơ sở y tế và khi phải ra người nhiễm trên địa bàn là phải có kịch bản trong vấn đề về điều trị. Các chuyên gia cũng cảnh báo các địa phương cần rà soát chặt chẽ vì 80% các ca mắc không có triệu chứng và người dân còn không khai báo khi đi từ vùng dịch về, gây khó khăn trong việc truy vết. Vì vậy, các tỉnh cần tăng tốc truy vết. Tất cả chúng ta là chạy đua với thời gian để mong sao cho bà con nhân dân, kể cả ở trong vùng dịch thì cũng yên tâm, nhưng mà đặc biệt là nhân dân cả nước ở ngoài vùng dịch thì sớm yên tâm để chúng ta sản xuất, kinh doanh và đón Tết. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, đối với những người đi qua vùng dịch cần phải khai báo y tế trực tuyến và xử phạt tất cả trường hợp không đeo khẩu trang. Song song với công tác chống dịch bệnh thì việc kiểm soát chặt nhập cảnh trái phép cũng là công tác luôn được các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm. Và nhiều đường dây tổ chức đưa người trái phép qua biên giới thời gian qua đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Mới đây, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép và khởi tố bị can bắt tạm giam 4 đối tượng, gồm Trương Hoài Sơn, Đoàn Văn Dũng, Nguyễn Văn Tùng và Tạ Minh Quyết đã tổ chức cho 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua biên giới Móng Cái, Quảng Ninh vào các tỉnh, thành phố phía Nam để sang Campuchia.
Lợi dụng đêm tối, các đối tượng đã nhập cảnh trái phép qua sông Ca Long thuộc khu vực thành phố Móng Cái. Sau đó, các đối tượng người Việt Nam đã chia nhỏ cung đường, thay đổi phương tiện vận chuyển, phân chia nhóm người thực hiện, đưa dẫn vào các tỉnh thành phía Nam. Vào ngày 3 tháng 2, Bộ đội Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Lục quân, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia đã tổ chức lễ ký bản ghi nhớ về hợp tác biên phòng. Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ tiếp tục tích cực trao đổi thông tin, tăng cường phối hợp tổ chức tuần tra song phương bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới. Đẩy mạnh việc tuyên truyền và giáo dục nhân dân hai bên biên giới về mục đích, ý nghĩa của công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền giữa hai nước, đồng thời thường xuyên trao đổi phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia và thống nhất các biện pháp đấu tranh ngăn chặn âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, làm thất bại ý đồ chia rẽ, tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai nước, xây dựng biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Thưa quý vị, những con đường được đổ bê tông trải dài, sạch sẽ, nối giữa những thôn bản đã góp phần phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân tại các huyện vùng sâu, vùng xa. Đây cũng là một trong những thành quả nổi bật của phong trào xây dựng nông thôn mới đã được lan tỏa khắp cả nước. Và trong phóng sự sau đây, hãy cùng phóng viên VTV4 ghé thăm xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang để cùng cảm nhận về sự đổi thay trong đời sống của bà con nơi đây nhờ những con đường hạnh phúc mang tên nông thôn mới. Trước đây, con đường này vốn nằm giữa một bãi đá, đi lại vô cùng khó khăn. Nhưng kể từ khi được bê tông hóa nhờ chương trình nông thôn mới, thì con đường này đã trở thành con đường hạnh phúc của người dân nơi đây. Bởi với bà con vùng cao, thì những con đường bê tông sẽ mang lại sự đổi thay về kinh tế rất lớn. Nhờ có đường bê tông tới tận thôn, mà ngôi nhà khang trang của gia đình anh Sai đã kịp hoàn thành trước Tết để đón năm mới. Cũng nhờ con đường này mà chi phí xây nhà của gia đình giảm được đáng kể. Từ khi có đường bê tông lên bản ấy, tôi làm một cái nhà cũng rất là thuận tiện, đỡ phải xe máy chở ít một mà có ô tô chở hẳn vật liệu đến tận nhà đổ sẵn sàng mình thi công. Xã Hồ Thầu trước đây vốn là một xã thuần nông, nhưng nhờ thiên nhiên ưu đãi khi sở hữu những ruộng bậc thang độc đáo cùng đỉnh chiêu lầu thi hùng vĩ, chính quyền huyện và xã đã vận động bà con phát triển du lịch homestay. Bởi vậy, khi có đường bê tông đã góp phần thu hút du khách đến với Hồ Thầu ngày một đông. Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm làm nông thôn mới, giúp bà con ở đây được hưởng tuyến đường này. Khi tuyến đường vào đến đây đã giúp cho các hộ dân phát triển kinh tế và phát triển được du lịch homestay. Du khách đến đây nhiều hơn, thu nhập của gia đình cũng tăng lên. Rất cảm ơn Đảng và Nhà nước. Sau 10 năm thực hiện chương trình nông thôn mới, đến cuối năm 2020, xã Hồ Thầu đã hoàn thành được 30,5 km đường bê tông tới các cụm thôn bản, hơn 11 km đường bê tông vào tận các cụm dân cư. Chúng tôi sau khi xây dựng những cái công trình giao thông như thế này thành công thì cái cụm dân cư này nhìn đấy, thay đổi một cách rất là rõ rệt. Các cháu đi lại học tập rất là thuận tiện, bà con rất là thuận tiện trong quá trình trao đổi mua bán hàng hóa, các mặt hàng nông sản, góp phần cái diện mạo thay đổi du lịch rất là lớn. Du khách muốn đi tới đâu thì đều có con đường ngon để du khách có thể sẵn sàng đến với Hồ Thầu chúng tôi. Năm nay, xuân về trên xã Hồ Thầu sẽ càng vui tươi, ấm no hơn khi kinh tế của bà con đồng bào nơi đây được cải thiện rõ rệt. Và những con đường hạnh phúc mang tên nông thôn mới sẽ tiếp tục được trải dài khắp mọi miền Tổ quốc, những con đường của ý Đảng, lòng dân. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Để xem trực tuyến kênh VTV4, quý vị có thể truy cập vào địa chỉ đang hiển thị trên màn hình hoặc là tải ứng dụng VTV Go từ App Store và Google Play. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.